Chào tất cả các bạn đến với kênh Trị liệu tâm trí và cân bằng năng lượng. Quốc Anh cầu chúc mọi phước lành đến với tất cả chúng ta. Trong chủ đề của video lần này, Quốc Anh chia sẻ về chủ đề một hành động rõ ràng của bạn khiến vũ trụ biến ước nguyện của bạn trở thành sự thật một cách nhanh chóng. Đó chính là hành động đầu hàng. Đầu hàng là một khái niệm tinh thần quan trọng, đóng một phần rất lớn trong quá trình phát triển bản thân của chúng ta. Hành động đầu hàng là một hành động thường bị hiểu nhầm và tầm thường hóa. Có rất nhiều quan niệm sai lầm xung quanh hành động đầu hàng, và nó thường bị hiểu nhầm là một hành động thất bại, hoặc một quyết định đơn giản để buông bỏ, hoặc một quyết định mà chúng ta quyết định cảm thấy thoải mái. Bản chất của tâm trí chúng ta cố gắng kiểm soát mọi thứ mà nó tiếp xúc. Chúng ta cố gắng điều khiển các tình huống xảy ra trong cuộc sống của mình thông qua cái tôi của chúng ta, vốn bị chi phối bởi nỗi sợ hãi. Tất cả chúng ta đều có chiến lược và cơ chế tự bảo vệ để cố gắng đảm bảo rằng chúng ta chỉ có những trải nghiệm tốt chứ không có những trải nghiệm xấu, chống lại những tình huống mà chúng ta không muốn có. Nhưng quy luật tự nhiên của vũ trụ không vận hành như vậy. Những tình huống tiêu cực tạo cơ hội cho sự phát triển tâm hồn, và cuối cùng chúng ta không thể kiểm soát được chúng. Cuối cùng một tình huống xảy ra trong cuộc sống của chúng ta hoặc thay đổi theo cách mà chúng ta không thể tiếp tục chiến đấu chống lại nó nữa. Cuối cùng chúng ta cũng biết trong lòng mình, cuộc đấu tranh chống lại điều không thể tránh khỏi là vô ích. Chúng ta nhận ra rằng cần phải có một hướng đi hoặc con đường khác. Loại tình huống này sẽ tạo nền tảng cho chúng ta biết chúng ta là ai, và chúng ta biết rằng nó đã vượt qua giới hạn của chúng ta. Đôi khi đó có thể là một tình huống mà chúng ta đã chung sống trong một thời gian dài, hoặc một sự kiện đột ngột khiến chúng ta hoàn toàn choáng ngợp. Hoàn cảnh có sức mạnh có thể khiến chúng ta suy sụp và thậm chí thay đổi chúng ta mãi mãi. Đây là nơi đầu hàng thực sự bắt đầu. Đầu hàng xuất hiện khi chúng ta biết rằng chúng ta không thể nhìn thấy lối thoát cho nơi chúng ta đang ở. Chúng ta không thể kiểm soát hoặc thao túng được nữa. Chúng ta nhận ra rằng chúng ta không còn có thể làm những việc theo cách chúng ta đã làm trước đây một lần nào nữa. Bản thân hành động đầu hàng tương đối dễ dàng. Đó là con đường để đầu hàng khó khăn. Nhưng cuối cùng khi đầu hàng đến, chúng ta nhận được cảm giác thoải mái và bình yên sâu sắc trong chính mình. Tình hình không trở nên tốt hơn hoặc dễ dàng hơn, nhưng chúng ta cảm thấy tốt hơn bởi vì chúng ta biết tận đáy lòng rằng chúng ta không thể sửa chữa nó. Một cái gì đó sâu thẳm trong chúng ta thư giãn khi cuối cùng chúng ta chấp nhận điều này. Chúng ta không nhượng bộ tình huống, nhưng chúng ta từ bỏ quan niệm rằng chúng ta nên kiểm soát nó. Hành động đầu hàng là một món quà thực sự. Cuối cùng khi chúng ta chấp nhận rằng chúng ta không còn có thể tiếp tục theo cách mà chúng ta đã làm, chúng ta cho phép dòng đời đưa chúng ta đến nơi mà chúng ta cần phải đến. Chúng ta thường được ban cho những món quà của sự khôn ngoan sáng suốt trên đường đi, và những hoàn cảnh thường giải quyết theo những cách kỳ diệu mà chúng ta không thể tưởng tượng được. Khi một tình huống tiêu cực xảy ra trong cuộc sống của bạn, hãy đặt ý định cảm nhận vào hoàn cảnh và cảm giác mà nó gây ra. Hãy cẩn thận đừng để tâm trí bạn thêm vào, thao túng hoặc chống lại những cảm giác này. Cho phép bản thân cảm nhận được cảm xúc và tiến xa nhất có thể với chúng. Bằng cách cảm nhận cảm xúc của chúng ta theo cách này, điều này cho phép chúng ta đầu hàng chúng và cuối cùng giải phóng chúng. Nếu sự đầu hàng thực sự xảy ra, bạn sẽ cảm thấy nhẹ nhõm, biết ơn, dễ dàng, bình an và thậm chí là niềm vui. Khi chúng ta đầu hàng, không phải vì bất lực, mà vì hoàn toàn tin tưởng rằng chúng ta được vũ trụ hướng dẫn, nâng niu, yêu thương và bảo vệ. Điều này trở nên rất mạnh mẽ đối với chúng ta. Chúng ta tin tất cả các quyết định, sự kiện và hoàn cảnh diễn ra trong cuộc sống của chúng ta
điều hoàn hảo cho chúng ta và cho lợi ích cao hơn của chúng ta. Chúng ta không bao giờ đặt câu hỏi về những trường hợp này, bởi vì chúng ta có một niềm tin không thể lay chuyển rằng mặc dù khó khăn, nhưng chúng sẽ luôn tự giải quyết từ từ và thường là theo những cách không thể tưởng tượng được. Nếu chúng ta học cách đầu hàng chúng, cuối cùng chúng ta được trao một cơ hội tuyệt vời để phát triển tâm linh. Vũ trụ sẽ luôn sẵn sàng và sẵn sàng cung cấp cho bạn những gì bạn cần nếu bạn biết cách kết nối và mở rộng trái tim. Để đón nhận, hãy sẵn sàng và lắng nghe những điều này để xem nó sẽ đưa bạn đến đâu. Thứ nhất là hãy biết ơn. Chúng ta phải luôn trân trọng những gì chúng ta có. Chắc chắn bạn có thể không ở nơi tốt nhất ngay bây giờ, nhưng bạn vẫn có những gì bạn cần và còn sống. Thứ hai, hãy chắc chắn rằng bạn có một năng lượng cá nhân tích cực. Hãy chắc chắn rằng bạn không cho phép những năng lượng hoặc suy nghĩ tiêu cực giữ sức mạnh của bạn. Tạo ra một nơi tích cực trong chính bạn. Cách bạn suy nghĩ và sự rung động tổng thể mà bạn gửi đi vào thế giới này rất quan trọng. Thứ ba, hãy rất rõ ràng về ý định của bạn. Đừng không rõ ràng về những gì bạn đang định biểu hiện. Hãy rõ ràng và trực tiếp. Nếu bạn không biết bạn muốn gì, bạn mong muốn làm thế nào để có được nó. Điều thứ tư, gọi vũ trụ để được giúp đỡ. Kết nối với vũ trụ, nhờ vũ trụ giúp bạn và biểu hiện những thông điệp cho bạn bằng sự giúp đỡ của chính năng lượng cá nhân của bạn. Nếu bạn không bao giờ dành thời gian kết nối vũ trụ, tại sao vũ trụ lại biểu hiện bất cứ điều gì cho bạn? Điều thứ năm, hãy buông bỏ. Đừng ám ảnh về sự biểu hiện này. Trong khi bạn cần phải tiếp tục làm việc với mọi thứ và nhắc nhở bản thân về sự khẳng định của bạn, bạn không cần phải đứng vững và chờ đợi nó từng bước trên con đường. Làm điều đó sẽ tự ngăn chặn quá trình và khiến bạn phải thất bại. Hãy thư giãn và tin tưởng vào vũ trụ với tất cả đức tin trong bạn. Đừng đặt ra rất nhiều mục tiêu. Hãy chỉ ra một vài mục tiêu quan trọng. Điều này sẽ giúp bạn xác định được khi toàn bộ biểu hiện này đang hoạt động và mất bao lâu để bạn có được nơi mà bạn muốn đến. Viết ra những thứ đang xảy đến, nhìn nhận thông điệp tích cực để thay đổi và tiến lên. Điều thứ sáu, tiếp tục loại bỏ tiêu cực khỏi cuộc sống của bạn. Khi thời gian trôi qua, những người tiêu cực và mọi thứ sẽ đến với bạn. Đừng để họ tìm thấy một nơi trong cuộc sống của bạn. Thiết lập ranh giới lành mạnh với họ. Đừng cho họ sức mạnh. Hãy tiếp tục vào hành trình của bạn, nâng cao rung động tích cực. Hãy là chính bạn, thay đổi những gì cần thiết để tiến lên. Điều thứ bảy, kết nối với những ham muốn của bạn. Hãy nghĩ về điều bạn đang phấn đấu. Những kết quả mà bạn muốn biểu hiện càng rõ ràng và kiên định, bạn sẽ có thêm lòng tin đối diện với mọi vấn đề xảy đến, phóng chiếu tầm nhìn rộng lớn hướng tới mục tiêu. Điều thứ tám, phá vỡ bất kỳ khối nào đang giữ bạn lại. Nếu bất cứ điều gì đang ngăn cản bạn khỏi những gì bạn đang làm việc để biểu hiện, hãy cứ tiếp tục và bắt đầu vượt qua điều đó. Vũ trụ sẽ đáp trả lại bạn và giúp bạn vượt qua điều đó, nếu nó là điều bạn thực sự mong muốn. Suy nghĩ của bạn là kết quả của niềm tin của bạn. Năng lượng chúng ta tạo ra được giải phóng vào vũ trụ để có thể gửi những nguồn năng lượng tích cực và tốt đẹp vào vũ trụ. Chúng ta phải được cân bằng cả về thể chất, về tinh thần và về tâm linh. Cô Canh sẽ có những video để hướng dẫn các bạn cách giúp chúng ta có thể cân bằng tất cả những điều đó. Thông qua chủ đề của video lần này, Quốc Anh hy vọng rằng đã mang đến cho tất cả các bạn nguồn năng lượng tích cực và những thông tin hữu ích. Các bạn có thể chia sẻ trải nghiệm và kinh nghiệm của các bạn bên dưới video. Đó là cách mà tất cả chúng ta cùng nhau cộng hưởng để làm cho cuộc sống trở nên tốt đẹp hơn. Ngoài ra, các bạn có thể kết nối trực tiếp với Quốc Anh qua fanpage và qua Zalo mà Quốc Anh có đính kèm bên dưới mỗi video.
Quốc Anh chúc tất cả các bạn thật nhiều sức khỏe và may mắn. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại.